Ok, đợi 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 tí ạ. Rồi ạ, welcome mọi người quay trở lại vòng 2. Vòng 2 là vòng nói về ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ talking about the house. Ok ạ. Rồi bây giờ ai ai sẵn sàng talking about your house a little bit? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi từ ngoài vào trong. Đi từ ngoài vào trong nhà của chúng ta. Bây giờ cô sẽ mời anh chị nào giỏi nhất ở đây, sau đấy cứ từ 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 dần dần xuống đến đến bạn kém hơn, hay là bạn dễ hơn, hay là bạn kém hơn trước rồi đến bạn khó hơn, theo các bạn muốn nào. Bạn bắt đầu nói là có thể nói được nhiều hơn. Ok, vừa nãy mọi người có thấy rằng là chúng ta sẽ có cái từ là where hoặc là when. Where you can't làm gì đó đúng không? When you can làm gì đó đúng không? Và chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái cấu trúc đấy để chúng ta nói. Chị Tâm đầu tiên đi vậy. Chị Tâm nào. Mời chị Tâm. Can you talk about your house? Everything you can talk, you can talk. Mọi người khác chuẩn bị bài mình nhá. Bất kể cái gì, bây giờ mọi người nói bất kể cái gì nào. Về ngôi nhà của mình. Nói bằng tiếng Anh ạ. In my house, and now I in my bedroom. Right, okay. Rồi chị Tâm ơi, chị Tâm, em muốn chị, tại vì là chị là người là có khả năng nói tốt ở đây, cho nên là chúng ta sẽ phải giống như là bây giờ em đang đến chơi nhà chị Tâm ấy nhá. Em đang đến, cô Hạnh đang đến chơi nhà chị Tâm này, chị Tâm sẽ phải giới thiệu cái gì đấy. Oh, welcome to my house. I'm like, welcome to my house. Now we are right, we are my bedroom. Now we are my bedroom. This is làm gì đó đúng không? Rồi chúng ta sẽ phải giới thiệu về cái căn phòng của chúng ta như vậy. Chị làm đi em. Ok, được rồi. Bây giờ cô Hạnh sẽ thử nhá. Bây giờ cô Hạnh sẽ thử này mọi người này. Okay, you can see this is my house, my apartment. Okay, my apartment, and actually, all my apartment are white. Like a white, you know, white color, okay, white color, and I'm sitting in my bed. My bed is white, okay, and there is my, I'm not sure about that, like a bàn trang điểm, but I will say it's a table, okay, table and chair, and I have closet there, okay. Closet is the where we can hang the clothes, right? Hang, right? Closet is a hang, clothes, all right? And I have a TV, but I have never turned on that because I don't like to watch TV. So some picture I paint by myself. And my kitchen is more kitchen. We have just cupboards and stove and sink and refrigerator or like a cooker, rice cooker and a kettle, something like two chairs and a small table. And now I have a table too here, okay? Được chưa ạ? Mọi người có nghe thấy gì không ạ? Alo mọi người ơi. Hai hai hai, mọi người có nghe thấy không ạ? Mọi người nghe thấy không ạ? Alo. Chị Tâm nghe em nói không ạ? Cô Hạnh ơi, chị vừa bị ao ra đấy. Chả hiểu sao. À, chắc là mọi người bị ao luôn đúng không? Mọi người có nghe cô Hạnh nói ra không? Nghe thấy gì luôn. Bập bùng. Rồi, có, vẫn có. Vâng, đấy. Thì nói chung là về cơ bản là chúng ta sẽ giống talking, giống như là chúng ta là cái anh Bob đó đúng không? Chúng ta đi vòng quanh nhà và chúng ta nhìn thấy cái đồ vật gì thì chúng ta nói về cái đồ vật đó, làm thế nào để mình có thể lắp được á, mình lắp được những cái từ mới mà mình vừa mới học á,
mình nghĩ nó ở trong đầu và mình nói nó ra. Rồi bây giờ bắt đầu với chị Tâm. Chị Tâm nói luôn cái phòng mà chị đang ngồi ấy. Đấy, mọi người nói luôn cái phòng đang ngồi có những cái đồ vật gì thế là được. Được chưa? Okay, welcome to Miss Hạnh. Come to my bedroom. Yeah, in my closet. Closet. Mọi người có nghe chị Tâm nói không? Hình như em không nghe thấy chị Tâm nói sao ấy. Chị Tâm bị sao đấy? Mạng kém. Quạnh có nghe thấy không ạ? Dạ, bây giờ nghe thấy rồi chị ạ. Bây giờ nghe thấy rồi ạ. Bị lag được không? Vâng, hơi lag, hơi lag. Dạo này mạng nó làm sao á, em không thể hiểu nổi luôn. Vâng. Rồi, được chưa ạ? Được chưa ạ? Được chưa chị Tâm? Được rồi ạ. Ok rồi, xong rồi bây giờ nói về về your bedroom đi ạ. Bedroom, yeah. I have a the bed. A bedroom. A bed and I have a closet. Closet. White color. Yeah. White color. And in my bed you can see right the picture and beside bed I have a desk to study on the cell have some book rồi ạ. Vâng, rất là tốt, nói chung là như vậy ạ. Alo. Chị Tâm ơi, mạng của chị hơi kém, chị có thể thoát ra vào lại được không ạ? Tại vì kém quá, nó cứ lắc lắc ấy. Mọi người ạ. Vâng ạ, em cảm ơn. Vâng. Bây giờ bạn khác nha. Chị Phượng là không có mic nè. Bạn Lý đi. Lý nào? Talk about your house. Everything in your house, okay? Just talking. Em chỉ cần nói thôi. Tất cả mọi thứ ở trong nhà của em. Em nó cứ nói bằng tiếng Anh là được. Lý nào? Welcome to everyone. Welcome to my living room. The first we're going to my living room. We seen a door. Cái cửa đại đọc cái cô nhỉ? Front door, right? Front door, cửa trước đó. Chỉ có front door hoặc là back door thôi. Yeah. Front door. And after front door, we see a table and four chair, a table and sofa, and put office table. We can see a TV on the wall, and clock. On the TV. Clock không phải on the TV nhé, Đào Lý ơi. Chúng ta hôm trước chúng ta đã học cái preposition rồi đúng không? Nó là above. Yeah. Rồi, nó ở phía trên nó, cái TV đã above. Nó chạm vào thì above, nó mới là on. Okay. Above on TV. Above TV. And and right side a picture my family. Top off, please. Hết rồi con. Rồi, ok, rất là thơm. Vâng. Thế là bạn tiếp theo ạ.
mời chị Thúy đi ạ. Chóp phòng về phòng khác đi ạ. Và chị Thúy ơi, chị nói được nhiều hơn thì chị nói giúp em là cái gì để làm gì hay như nào ấy, nói theo cái cách của anh Bob vừa nãy. Chắc là chị cũng không nói được nhiều lắm. Rồi được rồi, để chị nói cái gì được. Welcome to Miss Sạch. Welcome Miss Sạch to my house. Đúng rồi, rất tốt ạ. There are some the flower. Cái chậu hoa chị nói là ra được không cô? Dạ chắc là được ạ. À. Em cũng không biết từ chậu nó là cái gì luôn, chị cứ nói đại đi. Yes, some flowers. Trời ơi, khổ thân. Hang, còn các bà mẹ hang on. Dạ, hang on cái gì ạ? Yeah, hang on the what? Chị cũng không biết diễn tả như nào. Here my living room. Very one set of the table and chair for the meal. Every day we have eating something in there. Yeah. And then we have a freezer. Fridge. Every day, a freezer. Yes. Every day, when I go to the supermarket, I bought many things and example vegetable, some meat, some fish, some pork, some egg, and some green water, and I put most of the into the freezer, and then I have a set of sofa, one sofa, and one the coffee table, right? Yeah, coffee table, right? Yes. That's it. Coffee table. Mm-hmm. And then one television. So I am là sao ạ? Là sao ạ chị? Not too much to watching, not too much to watching for every day. Chị muốn nói là chị cũng rất là ít xem ấy chị. Dạ vâng, rather. Chị ơi, chị có thể nói là I rather. Not rare. Not too rare. Much, okay. Vâng, rare. Phải đó. Vâng, rare. Hiếm khi. Vâng, hiếm khi đó, rare. Watching. Yeah. Dạ. Rồi ạ. Watching television every day and every night. Yeah, right. Rất là tốt ạ. Nhà chị rất là bận rộn với lại rất là nhiều chó. Chó rủa. Sorry because it's noisy because yeah, I have okay, one small the small fox. A fox. A dog. It's named fox, right? Fox. Yeah. Can you hear me? Okay. Yeah, I can hear you now. Hello. I can hear you. Yeah. Of course. Yeah. The internet is not good. Ah, okay. Where? Okay. Thank you so much, Thúy. Yeah. It's not good today. Sorry. No. It is rare. Ah, mọi người có cái từ hiếm khi là rare. Chứ không phải rare. Yeah. Mời bạn Mi nào, chị Mi nào, Ngọc Mi nào. Cô gọi là thức xúc với tí nữa mình sẽ nói nhé, mình đã vâng. Một chút xíu được ạ. Bạn Yến nào,
Yến hôm nay đấy có luyện nó có hơn bạn Yến, bạn bảo là bạn ấy luyện đến đau hết cả miệng, đau hết cả vòng miệng á. Hôm nay đọc từ mới rất là tốt. Hello everybody, welcome my apartment. My apartment has two dining room, a salon, a dining room and two toilets. Now I'm sitting in my salon. They have a sofa, a television and a big table with six chair. And in the wall I have some pictures, that's my daughter draw. Oh, right. Oh, yes. Oh, that's yeah. Right. Mm. And, nice. I have something. Yes. And I have a table. No. Tủ sách thì nói như thế nào nhỉ? À, tủ sách ở bookshelf. Tủ hay là kệ? Bookshelf. I have a big bookshelf and they have many book different of my children. That's all of my house. It's a very small. So thank you for listening. Yeah, your house, your apartment is a really nice apartment, right? Okay, and you are really nice too. Today you prepare like something before you speaking and it's so good. Đấy. À, rồi, cảm ơn bạn Yến rất là nhiều đó. Bạn Yến nói to rõ ràng rất là đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ mời bạn Ánh nhá. Ánh nhá. Yes. Okay. Talk about your house please. Okay. My house is green and white. It has four doors and six windows. You can go out. The first is living room, a room with a television, sofa, table, light, and flowers. You can shop sofa, listen to music, watch TV, and relax. The second is kitchen and bedroom. Kitchen has cupboards, fridge, place, and spoons. Bedroom has fans, a bed, lamp, and finally is patio. A flat area beside house. Yeah. Finish. Are you done? Yeah. Are you done and you want to continue? Oh yeah, I'm finished. Ah, okay, you finish. You can say I'm done. Okay, I'm done. Tôi đã xong rồi, làm xong rồi. Okay, rất là tốt. Bạn Ánh đang làm rất là tốt luôn. Bạn Ánh nói lại còn nói cả công dụng này, còn nói cả cái hoạt động ở trong nhà này. Đến ngày hôm nay thì là chúng ta vừa mới nạp từ vựng xong. Bây giờ chúng ta talking ấy thì nó chỉ là mình nhớ bao nhiêu mình talk bấy nhiêu thôi. Thế còn cả tuần này á là chúng ta vẫn còn hai buổi nữa để talking nữa. Một hay hai buổi gì đấy, cô không nhớ nữa. Thì mọi người nhớ này này, khi mà mọi người nói về ngôi nhà của mình thì phải nói là nó như thế nào rồi các thứ, thì hôm sau thì cô sẽ lại sẽ nói tiếp. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta cứ kể ra những cái đồ vật hay là những cái phòng rồi để chúng ta nhớ cái từ mới nhá. Rất là tốt. Mời Mary nói chưa nhỉ? Mary nói chưa? Chưa đúng rồi, Mary nói đi nào. Chưa nói đúng không? Rồi, bây giờ đến Mary nào. You would come in from the door.
you see plastic cabinet and a closet. Go here and see on the right is the computer desk. On the left in the bed, look strange. See the makeup table. Em chỉ tả cái phòng của em thôi. rồi ok, tả cái phòng của em. Phòng của em đang ngồi. Nhưng mà hôm nay là Mary ở phát âm vẫn chưa tốt ấy. Hôm qua vừa mới học âm giờ, xong hôm nay chả có cái giờ với mất sờ gì hết. Ôi, hôm qua em phải đi đám mai, em không vào học được một tiếng nào hết, em tiếc lắm. À thế à, thế thì học là lại. Cô Hạnh đã đăng lên YouTube cái bài đó rồi, âm giờ với mất sờ ấy là. Em Mary tìm chưa có. Em tìm ở trên, bình thường em thấy cô hay cho vào trong cái nhóm Zalo luôn, nhưng mà hôm qua em tìm không có thấy, em không lên. Trời ơi, vào YouTube. Để tí nữa cô gửi lại. Để tí nữa cô Hạnh gửi lại nha. Hai âm giờ đấy là chưa. Ok rồi. Mời anh Cường đi ạ. Rồi. Bây giờ đến lượt anh Cường. Anh Cường ơi, cả nhà gọi anh ạ, không thấy đâu gọi bạn khác. Mary rồi này, chị Thúy rồi, Đào Lý rồi, Ánh rồi này, chị Tâm rồi này. À, bạn Thanh này, bắt được bạn Thanh rồi, bạn Thanh. Dạ, khi mà mình giới thiệu cái những cái đồ trong nhà mình là mình sử dụng câu đầu tiên là câu gì cô? À thôi được rồi, bây giờ bạn Thanh nói từ mới thôi cũng được. Từ mới xung quanh, nhìn xung quanh nhà em xem là em có cái từ mới nào em đọc cho cô nào. Nhìn xung quanh rồi. Chúng ta sẽ nói là cái cấu trúc câu nó là we have hoặc là I have. Chúng ta có thể nói là this is my, đây là đâu? This is my living room. Em đang ngồi đâu? Em đang ngồi đâu nhà em? This is my front door. Là front gì? Door. Cửa trước hay không? Cửa trước, front door. Front door. This is my front door. Right, rất là tốt. Front door. Em đang ngồi ở đâu? Em đang ngồi ở phòng nào? Bạn Thanh đang ngồi học ở đâu? Học trong phòng ngủ á cô. À rồi, thế bây giờ em nói với phòng ngủ nào. This is my bedroom. This is my bedroom. Okay. Bedroom. I have. Okay, bây giờ nói là I have. Đúng rồi, I have is cái gì? I have, tôi có cái gì đó. I have a bed. Là tôi có một cái giường đúng không? Bed. Và cái gì nữa? I have a table. A table. I have a nha Thanh nha. Have a table. Right. Have a table. Rồi rất tốt. Tiếp tục ạ. Gì nữa? Table rồi. Đứng học à? I have a microwave. Microwave. Rồi bạn ấy để microwave cho phòng ngủ mọi người ạ. Trời ơi, microwave không để cho phòng ngủ đâu. Em đang đọc từ vựng đó bà. À đang đọc từ vựng. Không, bây giờ nhìn quanh thì không phải là đọc từ vựng nhá. Bây giờ em nhìn quanh cái phòng của em là em có cái gì ở trong cái phòng đó. Nếu mà em không biết cái từ đó cô sẽ giải thích. À, được chưa? Dạ, em có tủ rồi cơ ạ. Tủ là tủ đứng hay là tủ kéo? Tủ đứng là closet. I have a closet. Rồi, closet. Gì nữa? Vậy, quạt nước. Có máy quạt nước đó không? Máy quạt nước à? À, máy quạt. Cái quạt là, cái quạt mà rắc nước cái gì? Quạt nước ở trên bát đúng không? Rồi, chúng ta sẽ có là
chúng ta sẽ có là ice fence. Ice là đá, là lạnh ấy, hoặc là water fence. Water fence, hoặc là chúng ta nói đơn giản là cái fence. Cái fan, fan là cái quạt đó, fan. Fan. I have a fan. I have a fan. Have a, không phải heo nha, have a, have. I have. Have a fan. I have a fan, right? I have a fan. Have a, không phải how. How. Tiếp tục nào. Em có gì trong phòng này nữa nào? Để kể nào. Tủ lạnh nè cô, tủ lạnh. Tủ lạnh, fridge. I have a fridge. I have. Fridge. 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 Rồi, tốt. Fridge. Rất là tốt ạ. Vâng. Tiếp tục ạ. À, máy lạnh đấy cô. Máy lạnh nhỉ? Air conditioner. I have an air conditioner. I have an conditioner. I have an conditioner. 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 I have an conditioner. Rất tốt. Dạ vâng. Gì nữa không? Dạ hết rồi. À, hết rồi, ok. Dạ. À, hết rồi đúng không? Vâng. Dạ. Bây giờ mời anh Cường nào. Anh Cường có đây không? Hay là lại đại chạy thôi ạ? À? Alo ạ. Alo. Tại vì ở nhà chỗ này nó mất điện hết rồi, tối om hết rồi, không có đọc được gì. Không nói được luôn. Không có đọc luôn. Bây giờ tưởng tượng ra cái nhà mình đang có cái gì nào. Bây giờ anh đang ngồi ở phòng nào ạ? Anh đang ngồi phòng nào ạ? Anh đang ngồi ở phòng khách. À rồi. This is my living room. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về living room. Nhà anh có những cái gì trong living room? This is my living room. Anh đọc đi ạ. Say again please. This is my living room. This is my living room. Right. We have. There. I have. We. I have. I have. A TV. A television. 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 Okay, I have television. A television. I have a television. A television. Okay, television. I have television. And I have and a desk to sit. Huh? Desk. Tức là cái bàn á. A desk, không phải desk mà desk. Nhưng mà cái bàn học sinh thì mới gọi là desk. Cái bàn mà là table á, table ở phòng khách á, mình sẽ gọi là coffee table. Cái bàn trong phòng khách á, coffee table. And a chair. A chair. Yeah. My house. There are two bedrooms. Three bedrooms, huh? Yeah. Three bedrooms. Two bedrooms. In the bed. Is the dining room and bedroom and bathroom. Bathroom, right? Bathroom. Okay. Rồi ạ. Rồi, mọi người ơi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trời ơi, ồn quá, nhà anh Cường cũng ồn kinh khủng luôn mọi người, kiểu mọi người bị ồn ấy. Rồi ạ. Mọi người có nhớ có nhớ được nhiều thứ không ạ? Bây giờ mọi người thực hành nhớ được nhiều thứ rồi nhá. Bây giờ cô Hạnh sẽ quay trở lại với cái clip lúc nãy để cô Hạnh sẽ hướng dẫn mọi người cách nói về nhà của mình nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ không có dừng lại ở từ mới nữa mà chúng ta sẽ nói về cách nói về nhà của mình nhá. Đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái phòng
cái phòng phòng khách của chúng ta, à, cái phòng bếp của chúng ta đúng không ạ? Giờ chúng ta sẽ nói về cái phòng bếp ạ. Nào mọi người cùng nghe nha. Closet, if there's not enough room on the coat hangers. So you'll notice behind me here, the kitchen. The kitchen is one of my favorite rooms in the house. I really like food, so I really like kitchens. You'll notice behind me here that a kitchen has a certain number of items. We have the refrigerator or the fridge where you can keep food cold. This. Rồi ạ, nào bây giờ chúng ta sẽ học cái câu nói này ạ. Đầu tiên chúng ta là we have cái gì đó và nó dùng để làm cái gì đó. Ok được chưa ạ? We have the refrigerator, refrigerator or the fridge where you can keep food cold. Rồi ạ, bây giờ cô sẽ gọi mọi người ạ. Bây giờ mời một chị nói về cái stove. Em mời chị Thúy đi ạ. Chị Thúy nói về cái stove. Đây, chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc này, chúng ta sẽ nói về cái stove. We have stove in my kitchen. Some chicken for my family. Yeah, and không, nhưng mà cái stove là chỉ là cái bếp để nấu thôi chị ạ. Còn cái oven thì mới là cái. Trời ơi, sao mình điên cái này thế nhở? Bực cả mình luôn. Em chị đã thấy quá bực mình luôn, em rời khỏi nhóm luôn. Quá là bực luôn. Nói trời ơi, mình đang học mà đang ở bầm lên rồi ạ. Đây, cảm ơn chị Thúy. Nhà chị Thúy ổn quá. Chị hôm nay tập trung mấy đứa trẻ con. Thế thôi được rồi ạ. Thúy nói thế được rồi ạ. Vâng. Mình sẽ stop nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái stove. Ví dụ như này này. I have a stove where I can cook something for dinner, right? For dinner for my family. I always use my stove in the evening for cooking dinner for my family, đúng không? Mình làm suốt ngày mà, mình chỉ dùng nó buổi tối thôi, chẳng hạn như vậy. Rồi chúng ta sẽ nói về cái oven. Oven ạ. Ai nói về cái oven ạ? Mary nói về cái oven. Oven là cái lò nướng á. Chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc này để nói về cái lò nướng. Mary, em chưa biết nói tiếng Anh về nó như thế nào cô ạ. Nào bây giờ đây là chúng ta sẽ có cái cấu trúc là we have cái gì đó và where you can làm gì đó. Nào cái oven thì là chúng ta sẽ có là we have the oven where you can bake something. Chỉ đơn giản như vậy, bake là chúng ta chỉ nhớ mỗi hai cái là chúng ta lắp vào thôi, đúng không? Cái cấu trúc này lắp vào là chúng ta sẽ nói là chúng ta có cái gì và nó dùng để sao làm gì. Xây đi. Tắt đi. Tắt đi đang bật mic. Ok nhá. Nào, bạn Mary nhớ nhá. Và chúng ta sẽ nói là nghe kỹ này. Chúng ta chỉ có mỗi hai cái cấu trúc thôi. We have blah blah và where you can blah blah. Ok. Chúng ta chỉ nhớ là danh từ và cái động từ của cái đó. Thấy rồi. Mời bạn khác đi ạ. Linh Anh là bạn nào ạ? Linh Anh vừa vào là ai đấy ạ? Là My cô ơi. À là My rồi. Trời ơi, My là đổi tên liên tục. Nào chị My nào.
Rồi, rồi chị My luôn nói nào. Bây giờ chị My nói nào. Bây giờ chị My sẽ nhìn cái cấu trúc mà cô Hạnh đang để ở trên cái màn hình này này. Anh này anh nói rất là đơn giản thôi. We have cái gì đó và nơi mà chúng ta làm cái gì đó hoặc là cái mà chúng ta làm cái gì đó đúng không? À, bây giờ chị talking về cái khu vực sink ở trong nhà bếp ạ. A sink. Okay. Wait a minute. Rồi, okay. Wait a minute à? Trời ơi, thêm bạn khác đi. Nào bây giờ Yến nào, Yến nói về cái counter đi. Yến nói về cái counter. Mọi người chuẩn bị đi, mọi người nói về cái gì cũng được ở trong nhà bếp này để chúng ta thực hành cái cấu trúc câu này nhá. Còn Yến có chưa? Ánh nào? Ánh nào? Ánh ở đây nói rất là tốt luôn. Ánh bây giờ anh mô tả một số thứ trong nhà bếp chứ cô xem nào. Em mô tả một số thứ trong nhà bếp đi. Nó có bếp của em hả cô? Hả? Nó mấy thứ có trong nhà bếp của em hay là mô tả? Đấy, em dùng cái cấu trúc này em mô tả, nói chung là em phải nói là nó là cái gì và nó dùng để làm gì. Đấy, trong nhà bếp ấy, là theo cái cách của anh này anh ấy đang nói đó. Là bất cứ thứ gì cũng được đó đúng cô? À, bất cứ thứ gì ấy. Bất cứ thứ gì. Okay. Rồi mọi người ơi, có cần thời gian chuẩn bị không ạ? Mọi người cứ chuẩn bị bài đi xong chút nữa là chúng ta sẽ nói về, bây giờ nói về cái nhà bếp đó, và chúng ta sẽ nói về tất cả các cái dụng cụ ở trong nhà bếp, một vài thứ với cái cấu trúc là we have bla bla và where you can hoặc là what you can't hoặc là when you want to do something you use it or for that. Ok, đấy, giải thích như vậy. Cho mọi người 5 phút nha. Nói về nhà bếp nha. Cô sẽ gọi bất chợt bạn nào nha. Nếu mà bạn nào muốn nghe lại cái đoạn này, cô sẽ cho các bạn nghe lại về nhà bếp này. Chúng ta nghe lại về nhà bếp nha. It's one of my favorite rooms in the house. I really like food, so I really like kitchens. You'll notice behind me here that a kitchen has a certain number of items. We have the refrigerator or the fridge, where you can keep food cold. This fridge has a freezer on the bottom. We also have the stove, and generally we call this part the oven, where you would bake things. And up here we have the stove, where you would cook things. If you look behind me here, you'll see we have a sink. So when you're all done making your food and eating your food, you can do the dishes. You can wash the dishes in the sink. And if you look over here on the counter, you'll notice that we have three things that you find quite often in a kitchen. We have a coffee maker, we have a kettle for boiling water, and we have a pitcher of water if you just want to drink some water. Up here, you'll notice that we have cupboards. So cupboards, notice it's not pronounced the way it looks. In a cupboard, you'll find things like plates and bowls. That you can use for eating. Those are pretty loud. And if we look over here, we'll have what we in Canada would call a utensil drawer. So this is a drawer where you would keep spoons, forks, and knives. You'll also see this area here is what we would call the counter or the countertop. You can use both words interchangeably. So you might use the countertop or the counter to prepare food. And you'll notice hiding over here in the corner, we have a microwave, just a small appliance that lets you heat up food really, really quickly. Nice. So that's the kitchen, one of my favorite rooms. Let's move on to the living room. Rồi ạ, à, mọi người thấy không ạ? Rồi, câu rồi. Mọi người ơi, bây giờ cô Hạnh ra một cái bài tập này nha, mọi người nha. Mọi người ra cái nhà bếp của mọi người ấy, xong rồi mọi người sẽ quay giống như ông này này, sẽ nói ở đây là cái gì và được dùng để làm gì nhá, đây là cái gì dùng để làm gì nhá, đúng không ạ? Ok, mọi người thấy sao ạ? Cái bài này được không? Cô Hạnh sẽ gửi cái này cho mọi người nhá, nói về nhà bếp thôi.
chia sẻ lại hôm trước là có gửi rồi đó. Rồi à, nào bây giờ mọi người có ai đã có bài chuẩn bị chưa? Mọi người sẽ nói về nhà bếp của chúng ta theo cách của ông này ông nói. Có ai nói được không? Raise hands cho cô Hạnh nào, giơ tay nào. Chị My đã chuẩn bị xong chưa? À, được rồi cô ơi. Rồi, bây giờ chị My nói đi ạ. Ui, nhưng mà chân em đang đau cho nên đây, ok, phải mở camera hả cô? Open the camera. À vâng, được, rất tốt. Không vấn đề gì. À, vấn đề chân đau liên quan nhiều đến cái vụ quay camera. Đi lại, vâng. Ok, đi lại rồi. Đứng một chỗ thôi, mình đứng một chỗ rồi, mình thấy cái gì mình sẽ quay cái ý nào. Ok, từ để em bật camera ở đây. Vâng, bật camera. Rồi, rất tốt ạ. Vâng, đấy. Và chúng ta sẽ làm cái đoạn clip như thế luôn. Nhưng mà em muốn quay lại kiểu gì nhỉ cô nhỉ? Quay lại thì ấn vào cái nút đảo. À đây. Đảo camera rồi. Hi everyone. This is my... Chả nhìn thấy gì, chị ơi, đen xì à. Cô con bật đèn giúp mẹ, cho mẹ đau mẹ không chạy được. Bị tối quá à. À đây, em bật nhầm. À rồi, ok ạ. À. Vâng. Sao mờ thế hả chị? Chị đang dùng em dùng iPad. À thôi được rồi. Nó quá mờ luôn bởi vì là chị đang dùng cái chế độ gì ấy làm mờ làm sao có sao ấy. Nguyên sửa cho mẹ được không? Thôi quạ để em nói cho. Rồi ok, chị cứ nói đi, chị nói đi. Hi everyone. Okay. Today I will talk about my beautiful kitchen in my house. Right. And you can see this is a fridge. And you know a fridge you are where a fridge is a things where you can keep food cold. Uh-huh. Right. Uh-huh. Thought. Yes. You can just mean a freezer keeps many things frozen. Frozen, right? The top frozen. Yes. And and next you can see the a sink. That means you can see. Yeah, I have a sink. You can wash the dishes. Do the dishes, right? Yeah, wash the dishes. Yes, do the dishes. The dish. The same meaning. Wash the dishes. Yeah, and I can see. You can see a sink. Where you can wash your hand. Mm-hmm. Yeah. And right. That means a corner. Yeah, a small corner. Counter. 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 And you can see I have a cook maker. Mm-hmm. And I have a white kettle. You just white mean kettle, right. Yeah. White kettle. Yes, I have a long cupboard. And a cupboard you can is a place where you can find things, places, bowls, chopsticks. Right. That thing you can use for eating. Mờ mịt không nhìn thấy gì nhưng chị nói rất là tốt. Yeah. Nên đau quá cho nên cứ cầm nặng quá. Của thân. Rồi yes. À? Yes, I have a microwave in the corner. It's just located a small small appliance. Đúng không? Appliance. Yeah, appliance. And you know appliance are things like stove. Thruster. Ovens and microwave. Yeah, right. Yes. Yeah. Dạ vâng. Còn gì nữa không ạ? Anything else? Anna, you know, Anna Antosora.
cái từ gì cô nhỉ? Under, so where you you can keep spoons, fork, knife, utensil. Utensil. Nhưng mà ở Việt Nam thì người ta sẽ không gọi là utensil đâu, người ta chỉ gọi là cái drawer thôi. Yes, drawer. Yeah. Drawer thì dễ hiểu hơn. Yes. Dạ vâng. I have a small drawer where I can keep some spoons, chopstick and something like that. Really nice. It is my kitchen. Yeah, it is my kitchen. Rất là tốt, rất là dễ đúng không? Không có cái gì khó đâu ạ. Mà chị Bi thì học rất là tốt luôn ạ. Chị Bi copy á, copy cái clip vừa xong rất là tốt. Thế là chị Bi học ở đây thôi hay là chị đã xem trước ạ? Em cứ nghe thôi cô ạ. À, nghe người ta nói xong mình copy theo đúng không? Mình bắt trước theo á, mình bắt trước theo là mình nói như thế nào đó. Thì cái clip vừa rồi ấy nó rất là đơn giản, nó rất là đơn giản luôn, toàn những cái câu á, những cái câu lặp đi lặp lại, câu lặp đi lặp lại, mình chỉ có thay mỗi cái danh từ của cái đó với lại cái động từ của cái kia thôi. Là chúng ta sẽ nói được giống như là chị My vừa xong. Và chúng ta sẽ trả bài cho cô Hạnh bằng một cái clip hoặc là ít nhất là bằng một cái đoạn á. Một cái đoạn ghi âm nói về cái ngôi nhà của mình nhá, về các cái vật dụng và các thứ trong ngôi nhà của mình. Càng nói nhiều thì mình sẽ càng nhớ những cái từ mới thôi. Được không ạ? Vâng. Dạ. À vâng, cảm ơn cô nhá. À vâng. Rồi, chào chị. Mọi người ơi, mọi người thấy hôm nay bài học hôm nay như thế nào ạ? Mọi người thấy mình review một chút nha. Mình review một chút bài học hôm nay có dễ không ạ? Chị Phạm vào muộn đúng không? Rồi. Dạ. Yeah. Chị Tâm ơi, hôm nay chị nạp được bao nhiêu từ mới á? Nạp tự nhiên nhá, nạp tự nhiên nhá. Nạp tự nhiên thì mình cũng học cái bài này, qua cái bài này thì mình cũng nhớ được rất là nhiều từ ấy. Thì tuy nhiên kiểu như là mình cũng chưa, cái lớp này của mình mọi người kiểu như là vẫn nghĩ theo cái kiểu tiếng Việt ấy, thế là nhiều khi không nói hết ra được ấy. Dạ đúng rồi. Không biết ấy, nhưng mà không nói ra được hoặc là nói bị sai, nó bị sai. Ngại nói. Dạ vâng. Ờ như này là mọi người không dứt khoát ấy. Dạ, nghĩa là mọi người phải luyện nhiều cơ. Thật sự là đúng rồi. Thế bây giờ là đang đến cái giai đoạn là luyện nhiều nào. Dạ. Là mờ mãi các bạn nhỉ. Dạ vâng. Thế này nhá mọi người nhá. Cô Hạnh nói mọi người này, thực ra ấy là mọi người phải sử dụng được cái từ đó một cách tự nhiên thì đấy mới là cái từ của mình, chứ không phải là cái từ mà mình biết rồi, ô mình biết mười rồi nhưng mà mình không có nói được nó ra. Mình bảo ôi chết rồi, cái này cô Hạnh cũng không nhớ cái này là cái gì rồi, thì đấy là từ không mới với mình rồi. Từ mới là cái từ mà mình phải sử dụng được, mình phải bật ra được ngay. Mình nhìn thấy nó là mình bật ra được ngay, giống chị My vừa rồi á, chị My vừa rồi, chị Ngọc My đúng không? Mình bật ra được ngay cái từ đó là như thế nào, đúng không? Đấy, thì mọi người về, mọi người nghe cái clip này nhiều lần và sau đấy mình tự nói bản thân của mình nhìn xung quanh nhà, mình tự nói, mình mọi người ơi, phản xạ nói là phải nói mọi người nhá. Còn phản xạ nói mà im là không nói là không được. Đó, đây, đến đây là cô Hạnh là chỉ là truyền cảm hứng này. Xong rồi là nói về phương pháp học rồi các thứ thôi. Thế còn mọi người về, mọi người phải tự luyện. Đấy, bây giờ là tuần thứ hai rồi ạ. Và rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ nói về cái ngôi nhà của chúng ta thôi. Có rất nhiều từ mới đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ phải sử dụng được nó. Phải nói nó, nói vài lần. Ngày hôm nay thì đi ra ngoài cửa thấy cái front door. Thì mình phải nói, ồ, đây là cái front door. Thì thôi mọi người, những cái người mới ấy, mà các bạn thấy rằng các bạn chưa có nói được là thành câu ấy, là mình chẳng nói một từ. Nếu không thì chúng ta sẽ nói rất là đơn giản thôi. This is my front door. Đúng không? This is thôi, we have thôi, where you can do gì đó thôi, đúng không? Nó rất là đơn giản luôn ạ. Đó. Mọi người phải nói nhiều và quay lại cái clip nha. Quay lại cái clip đúng không ạ? Không cần phải show mặt của mọi người ạ. Chỉ cần quay cái vật dụng thôi và nói giống như chị Bì đấy. Oh, welcome to my kitchen. We have a cupboard. There are a lot of cupboards because you can see mở cái cupboard ra. Rồi sau đấy là mở ra. I keep a lot of things here. Like, the milk, I have a salt. Hoặc là, ôi trời ơi, trong cái nhà bếp của chúng ta nó có hàng trăm từ luôn đó mọi người ạ. Cho nên là mọi người cứ nói đi nói lại như vậy á, thì là mọi người sẽ nhớ rất là tự nhiên mà nhớ được. Đúng không ạ? Đúng rồi cô ạ. Vâng. Dạ.
Đấy, đúng mọi người sẽ khi làm mà giao tiếp. Vâng, em chia sẻ một chút với cô, vâng, với cả các bạn, vâng, là đúng như cô Hạnh đã nói ấy, khi mà mình giao tiếp, mình nói talking thì đương nhiên là mình phải luyện nói. Luyện nói, vâng, thì lúc ấy thì khi mình nói xong thì khi người khác nói thì mình nghe được, và khi mình nghe được thì đương nhiên mình cũng sẽ nói được. Đúng rồi, đó. Thì nói chung là cũng cái chuyện về rất bình thường thôi, bởi vì thật ra trong lớp của chúng ta thì cũng có nhiều trình độ khác nhau. À, cho nên là cô Hạnh đã chia ra là nạp từ vựng cho trình độ cơ bản này, hay là nói với trình độ cơ bản thôi. Còn hôm sau là nói trình độ nâng cao đó mọi người nha. Chứ không phải là mỗi dừng lại mỗi cái chuyện là chúng ta nói về mấy cái thứ ở trong nhà chúng ta đâu. Chúng ta sẽ phải nói về ngôi nhà của mình như nào. Ngôi nhà của tôi ấm cúng à, hay là nhà của tôi lạnh lẽo, hay là nhà của tôi là như bla 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 bla. Rất là nhiều cái kiểu nói về ngôi nhà của mình ấy. Thì mọi người sẽ phải chăm chỉ một chút, là mọi người ít nhất là mọi người nghe nhiều cái clip đấy để mọi người bắt chước ấy, bắt chước một số cái mẫu câu của họ để mà nói đó. Chứ còn học từ từ á, mà học từ từ thì không khác gì học ở trường. Thì các bạn phải học nhanh, học nhanh tức là mình lúc đầu có thể mình không nói được, à, lúc đầu một từ mình cũng không nói được luôn, nhưng mà mình cứ nói từng từ một, cứ nói. Ví dụ như là bạn Thanh ấy, hồi xưa cứ đến bài, cứ đến cái lúc mà talking, gọi talking là hôm nay em chỉ nghe thôi cô ạ. Đấy, hôm nay em chỉ nghe thôi, hôm nay vẫn nói thôi. Đúng không? Bạn Thanh có nhớ được câu nào không? Để nói tiếng Anh không? Dạ nhớ cô. Đó, những cái câu rất đơn giản thôi, và chúng ta nói nhiều, chúng ta nói thì chúng ta sẽ quen. Đó. Mọi người nói nhiều hơn nha. Rồi, hôm nay chúng ta kết thúc lớp ở đây ạ. Và bài tập về nhà của chúng ta sẽ là một đoạn clip ạ, nói về ngôi nhà của chúng ta, quay lại ạ. À, và nhớ là chúng ta dùng cái cấu trúc là we have và where you can làm gì đó, đúng không ạ? Rồi, bye bye, vâng, mọi người. Dạ, bye bye cô, bye bye cả nhà. Dạ, bye bye nhé, bye bye ạ. Good night cô. Dạ, good night.